Mới đây, Hye-nye đã phá vỡ chuẩn mực cái đẹp thông thường khi sở hữu mái tóc tém tomboy vẫn có thể diện trang phục truyền thống một cách duyên dáng. Minh chứng là clip chia sẻ trên trang cá nhân của cô đã khiến người xem không khỏi thổn thức. Người đẹp ED diện hai bộ áo dài màu vàng và đỏ rồi thả nhẹ một đường catwalk uyển chuyển. Có thể thấy hình ảnh của Hye-nye mỗi khi xuất hiện đều để lại ấn tượng trong lòng người hâm mộ.